Xin kính chào quý vị, đồng chí và các bạn. Mời quý vị, đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị, đồng chí và các bạn một số hoạt động nổi bật của Bộ đội Biên phòng Cao Bằng diễn ra trong tháng 2 năm 2022 đáng chú ý sau đây. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Cứ đến hẹn lại lên, phong trào trồng cây đầu năm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng không chỉ trở thành một nét đẹp văn hóa, mà còn trồng cây để bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và là hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Những người lính biên phòng luôn tâm niệm, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Nên với các anh, ăn Tết tại đồn hay về nhà thì mọi người cũng đều có cảm giác ấm cúng như đang ở với gia đình. Thêm một mùa xuân mới nữa lại về, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng lại tự hào có thêm một tuổi quân. Ngày ngày các anh vẫn bám trụ nơi mảnh đất vùng biên giúp nhân dân có một mùa xuân hạnh phúc và bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng nơi phên dậu của Tổ quốc. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, dịp xuân Nhâm Dần năm 2022, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngay trong đêm giao thừa, vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, đồn biên phòng Tổng Cọt và đồn biên phòng Lũng Nặm. Ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Thượng tá Phạm Vũ Dương, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Ngọc Côn. Tiếp đó, ngày mùng 2 Tết, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn Biên phòng Quang Long và đồn Biên phòng Thị Hoa. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và đồn biên phòng Cần Yên. Đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại các tổ chốt trên biên giới, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và chia sẻ những khó khăn vất vả mà cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang ngày đêm căng mình thực hiện để giữ vững biên cương Tổ quốc và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời yêu cầu các tổ chốt thực hiện nghiêm công tác chỉ huy chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục duy trì nghiêm ca kíp trực 24/24 giờ, tích cực luân phiên tuần tra kiểm soát bảo vệ đường biên mốc giới, các tuyến đường giao thông, đường mòn qua lại biên giới, cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện nhập cảnh trái phép, chủ động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, với tinh thần chống dịch như chống giặc. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đặc biệt, trong những ngày Tết Nguyên đán, cần kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trên biên giới, nhất là tuần tra bảo vệ biên giới, đăng ký người phương tiện ra vào khu vực biên giới, đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa bàn biên giới, nắm và hiểu rõ diễn biến của dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Tại các đồn biên phòng,
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đặc biệt lưu ý nếu phát hiện công dân nhập cảnh trái phép trong dịp Tết, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật và bảo đảm công tác phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, thì cần phải đảm bảo cho họ ăn uống để mọi người cũng có cái Tết ấm áp nghĩa tình nơi biên giới. Trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân mừng xuân mới Nhâm Dần năm 2022, tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đại tá Đinh Đức Hùng, tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồng chí trong Bộ Chỉ huy và lãnh đạo các phòng, văn phòng, cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Đức Long, huyện Hòa An, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại lễ phát động Tết trồng cây trong khu vực Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện lãnh đạo xã Đức Long, huyện Hòa An đã tham gia trồng trên 650 cây các loại. Để phát huy vai trò giá trị của việc trồng cây, trồng rừng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị cấp ủy chỉ huy các phòng chuyên môn, các đồn biên phòng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sĩ về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, cũng như về vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 100% các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trồng được trên 19.000 cây xanh các loại gắn với hoạt động trồng cây dọc đường tuần tra biên giới. Thời gian qua, phong trào trồng cây đầu năm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng không chỉ trở thành một nét đẹp văn hóa mà còn trồng cây để bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và là hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cán bộ chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vẫn thường xuyên túc trực tại các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch trên biên giới. Cùng với đó, các tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn vẫn luôn sẵn sàng với quyết tâm và nỗ lực vừa bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, giữ vững vùng biên, an toàn đón xuân mới. Ghi nhận của phóng viên tại một số đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Đứng chân trên địa bàn xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài trên 18 km với rất nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp với Trung Quốc, phụ trách địa bàn hai xã Đàm Thủy và Chi Viễn của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Xác định bảo vệ biên giới là nhiệm vụ quan trọng, là phên dậu nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Đàm Thủy đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng thường trực tại các tổ chốt cố định thực hiện canh gác 24/24 giờ, đồng thời triển khai các phương án cụ thể trong việc phòng chống dịch COVID-19 và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phụ trách. Một cái Tết đặc biệt của nữ quân nhân Nguyễn Thị Ngoạt, nhân viên quân y đồn biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Trong khi những người phụ nữ bình thường đang lo toan chuẩn bị Tết cho gia đình, thì ở nơi biên cương xa xôi này, thiếu tá Nguyễn Thị Ngoạt vẫn cùng với đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, ngày đêm căng mình trên tổ chốt ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ngay từ phên dậu của Tổ quốc. Đặc biệt trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiệm vụ này lại được tăng cường nhiều hơn để vừa bảo đảm giữ vững biên cương Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo cho người dân có cái Tết an toàn, đầm ấm. Xác định tư tưởng và nhiệm vụ của người lính biên phòng ở nơi biên giới là bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngoạt vẫn luôn tự hào khi khoác trên mình màu xanh áo lính.
cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Vào dịp cuối năm cũng như các buổi tuần tra khác, chúng tôi băng rừng lội suối lên kiểm tra đường biên mốc quốc giới của đơn vị phụ trách. Buổi tuần tra vào dịp cuối năm bao giờ cũng đặc biệt hơn. Tôi rất vinh dự và tự hào khi là nữ quân nhân duy nhất của đồn biên phòng Đàm Thủy. Tuy quãng đường tuần tra vất vả và gian nan, nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua để góp phần cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã 2 năm nay, công tác kiểm soát, chốt chặn, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trên biên giới của bộ đội biên phòng luôn được duy trì thường xuyên nghiêm ngặt. Tại 8 tổ chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận ngăn chặn 490 vụ với 3.344 công dân xuất nhập cảnh trái phép, trong đó trao trả qua cửa khẩu 71 vụ trên 1.089 trường hợp, ngăn chặn bắt giữ qua đường mòn 419 vụ trên 2.255 trường hợp, khởi tố hình sự 2 vụ trên 2 đối tượng tái phạm về xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ 4 đối tượng theo lệnh truy nã và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.270 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 10 tỷ đồng. Nhiệm vụ bảo vệ biên giới luôn khó khăn, vất vả, nhưng 100% quân số tại các tổ chốt vẫn thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 nơi biên cương Tổ quốc. Đã nhiều đồng chí là cả một năm trời là cũng chưa có cái dịp về thăm gia đình. Tuy nhiên thì là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều vui vẻ, đều hoàn thành tốt cái chức trách nhiệm vụ, không có đồng chí nào thoái thác. Đến thời điểm này thì có lẽ là ở những cái mục tiêu chốt cũng đã được đầu tư rồi, tuy nhiên thì là cái điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ thì có những chốt thì cũng chưa được đảm bảo, ví dụ như là nước rồi là điện rồi là sóng điện thoại rồi là các hoạt động khác thì là cũng còn thiếu thốn. Đặc biệt là chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán thì là có lẽ là sẽ được đầu tư rồi là được trang bị để anh em vui xuân đón Tết và thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị cũng như là nhiệm vụ phòng chống dịch. Về cái tình hình công dân xuất nhập cảnh trái phép ấy, trở về ấy, thì dịp cuối năm này thì năm nào cũng vậy, là công dân từ Trung Quốc trở về thì rất là đông. Chính vậy thì là cái việc từ nay cho đến Tết thì có lẽ là chúng tôi cũng có các biện pháp để tăng cường lực lượng, rồi là cường vào các mục tiêu xung yếu để làm sao mà thu gom được công dân rồi đưa đi cách ly đảm bảo an toàn. Cuối năm là dịp các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của các lực lượng chức năng để vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Các đối tượng này thường rất liều lĩnh, thường sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tả Lùng đã có kế hoạch chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu và các tổ chốt địa bàn kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cũng được chỉ huy đơn vị đặt lên hàng đầu. Những buổi tuần tra, mật phục bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng cấm trong đêm tối cũng là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Đặc biệt, những ngày cuối năm, cái lạnh buốt thấu da thịt không làm chậm nhịp bước chân tuần tra của cán bộ chiến sĩ biên phòng. Hơn 2 năm qua, họ căng mình bám trụ các tổ chốt chạm, vừa chống dịch, vừa đấu tranh trấn áp tội phạm, vững tay súng, bảo vệ, vững chắc biên cương. Vào những ngày cuối năm thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là mặt hàng pháo nổ và tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Với ý chí và quyết tâm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ở khu biên giới, để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo cuộc sống yên bình cho quần chúng nhân dân ở khu biên giới đón Tết năm mới ấm no, hạnh phúc.
tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới còn nhiều phức tạp. Trách nhiệm đặt lên vai các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nói chung, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nói riêng ngày càng lớn. Vì sự bình yên của biên cương Tổ quốc, những bước chân tuần tra của người lính biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm sải bước dọc dải biên cương của Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ quân hàm xanh đã góp phần làm cho đất nước luôn được thanh bình, giúp người dân đón một cái Tết trọn vẹn, yên vui. Năm 2021, thì tình hình nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Bộ đội Hoàng Cao Bằng này rất là phức tạp nặng nề. Xuất phát từ cái dịch COVID-19 chi phối đến mọi hoạt động của đơn vị. Và trước cái tình hình phức tạp đó, thì cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chúng tôi đã đoàn kết trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Dự báo tình hình thì sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là cái tình hình dịch cũng còn diễn biến phức tạp và chi phối tới cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trước tình hình đó, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúng tôi đã xác định quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những cái khó khăn, những cái hạn chế tồn tại và sẽ quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo đơn vị đoàn kết để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong cái năm 2022 cũng như trong thời gian tới, phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng sẵn sàng phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai có hiệu quả và tăng cường cái kỷ luật, pháp luật, duy trì tốt cái kỷ cương, cái nề nếp cho cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Đảng bộ, Bộ đội phòng trong sạch vững mạnh trong cái tình hình mới. Cùng với thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cũng không quên chuẩn bị không khí đón xuân tại đơn vị. Những ngày cuối năm, cán bộ chiến sĩ thay nhau dọn dẹp, vệ sinh, trang trí đơn vị bằng những chậu hoa cây cảnh, cây quất cành đào, cùng đồng bào các dân tộc gói bánh chưng xanh, chuẩn bị mâm ngũ quả để đón một cái Tết ấm cúng nơi biên cương. Tết của người lính biên phòng thật đơn sơ, nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân. Lính biên phòng luôn tâm niệm, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Nên với các anh ăn Tết tại đồn hay về nhà thì mọi người cũng đều có cảm giác ấm cúng như đang ở với gia đình. Thêm một mùa xuân mới nữa lại về, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng lại tự hào có thêm một tuổi quân. Ngày ngày, các anh vẫn bám trụ nơi mảnh đất vùng biên, giúp nhân dân có một mùa xuân hạnh phúc và bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng sự trên đã kết thúc chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới kỳ này. Cảm ơn quý vị, đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.